Hello anh chị em. Chào mừng anh chị em đã đến với chương trình truyền hình Scavian. Anh chị em có thể gọi mình là MC Scavy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và trò chuyện với một trong số những người chơi Việt Nam lên được mức Rank Legend ở trong game có tên là Iret. Chào anh Iret, tôi nghe nói anh là một trong số ít người chơi Việt Nam hit lên được mức Rank Legend. Anh có thể giới thiệu sơ qua một chút về bản thân cho mọi người cùng biết được không ạ? Chào chị Scavy và tất cả anh chị em đang theo dõi chương trình ScapeVN. Mình tên thật là Linh, là con trai, nickname của mình trên tất cả các nền tảng anh chị em quen gọi mình với cái tên là Iret. Mình là người Bắc nhưng đã vào Nam từ khi một tuổi, hiện đang sinh sống và định cư ở Vũng Tàu. Mình là người chơi game bắn súng trên điện thoại với 10 năm kinh nghiệm rồi nha. Cảm ơn anh Iret. Tiếp tiếp, anh có thể chia sẻ cho chúng tôi biết anh đã chơi con game Arena Breakout này bao lâu, và anh là người chơi hệ cày chay hay nộp tiền hả? Vâng, cho những ai thắc mắc thì mình chơi con game này từ thời Close Beta và mình là người chơi hệ thuần cày chay nhé. Cảm ơn anh, là người chơi hệ cày chay mà hit lên được mức rank cao nhất game cũng đủ biết trình độ anh tay to cỡ nào rồi. Điều anh có thể chia sẻ cho chúng tôi biết là anh là người chơi theo phong cách nào? Tông, PvP hay Rat, Tactic, Giga Chat vân vân. Vâng, để mà nói thì thực ra mình là người chơi hệ linh hoạt chứ thực sự không cố định một lối chơi cụ thể nào. Mình là kiểu chơi tất cả tùy theo tâm trạng, khi nào không có cây để đựng đạn thì mình chơi red. Nếu có thì chơi theo kiểu normal, có cây to thì chơi cả T7 luôn. Vậy à, mà sẵn tiện nói về T7, thì anh có thể chia sẻ mẹo, làm sao để cho T7 vào case khi ở trong trận được hứng? Tại vì một số anh em làm theo các pro player trên YouTube, nhưng khi mang T7 vào trận, lại không cho vào case như họ được ấy. À vâng, trước khi trả lời câu hỏi này thì tiện thể giới thiệu luôn là mình là mentor đầu tiên trong server Discord chính thức của game với nhiệm vụ là hướng dẫn, chỉ dạy và trả lời thắc mắc cho người mới nhé. Với câu hỏi này thì, mình khuyên các bạn thay vì mua T7 thì hãy mua TI sau đó đến NPC Vando để đổi ra T7, vừa lời được 30-40k coin vừa có thể cất vào trong cây mà không cần đi rửa. Vâng, cảm ơn anh đã giải đáp thắc mắc cho một số anh em. Kế tiếp anh có thể cho mọi người biết là anh có thể chia sẻ tâm đắc của bản thân trong suốt thời gian chơi game trước giờ không? Và theo anh thì điểm mạnh và hạn chế của người chơi hệ nộp tiền và cái chay mà anh thấy là như thế nào? À vâng, với tư cách là một mentor chính thức của game ở Việt Nam thì mình cũng đã làm vài bài viết chia sẻ những kiến thức tâm đắc của mình trong quá trình chơi game rồi. Anh em chịu khó lên Discord để xem nhé, có điều là toàn bằng tiếng Anh thôi. Còn về ưu và nhược điểm của hai hệ người chơi F2P và P2P thì mình thấy F2P và P2P không có ảnh hưởng nhiều khi đối chọi với nhau nhưng về mảng lút đồ thì P2P có phần tốt hơn vì họ có cây 2x2 hoặc 3x2 nếu họ lút được sư tử vàng ti cắp vây thì họ có thể cất mà không lo bị mất còn F2P thì hơi thiệt nhưng chỉ cần bạn lút được xong đi trốn đợi tầm 5 phút cuối đi extract thì cũng không khác gì nhau. Vâng cảm ơn anh. Không biết các bạn xem đài đã rõ chưa nhưng tôi thì đã rõ rồi. Ý tiếp thì anh có lời khuyên nào dành cho những người mới bắt đầu làm quen với game này ở Việt Nam hả? Dành cho các bạn mới làm quen với game này thì mình xin phép chia sẻ một số ý như sau. Hãy nhớ rằng, 1. Súng 30%, đạn 70%. 2. Nếu dùng giáp 4 trở xuống thì dùng súng 35k trở xuống. 3. Hãy bò nếu bạn ở rất gần kẻ địch mà muốn lén lút móc sau, vì kể cả khi đi chậm thì họ cũng có thể nghe tiếng cộp cộp của chân. 4. Tiến vào trận chiến thì đồng đội chưa chắc là đồng đội. 5. Đừng tùy tiện giết bot nếu không có giảm thanh, nó là cái loa tín hiệu chạy bằng cơm đó. Quá tuyệt vời. Hẳn là còn nhiều nữa. Nhưng tạm thời anh chỉ chia sẻ vài ý chính thôi. Mọi người có thể vào channel YouTube của Iret mà trao đổi thêm nha. Tiếp theo thì anh có thể chia sẻ thời gian mất từ ACE lên Legend là khoảng bao lâu? Và anh có lời khuyên nào dành cho những anh em đang cày từ ACE lên Legend không? Thời gian mình bỏ ra để cày từ ACE lên Legend trong mùa này chắc tầm 2 đến 3 tuần gì đó, để mà cày từ ACE lên Legend thì đầu tiên anh em phải nhớ là muốn lên được Legend thì bạn phải chấp nhận đánh đổi tiền, rất nhiều tiền. Mình khuyên là mùa này là mùa lên Legend dễ nhất nên các bạn tranh thủ đi nhé, anh em nên đi map sự kiện xung đột phe phái để cày cho dễ. Vâng, vậy anh có thể chia sẻ tại sao anh lại nói là mùa này dễ lên Legend hơn vậy ạ? Bởi vì như mình nói chơi map sự kiện đó các bạn đừng sợ, bọn nó toàn cầm bắn tỉa thôi, bạn mà tiếp cận được thì bạn làm bố chúng nó rồi, anh em cầm bi giòn giáp 4 nghe thấy tiếng súng bắn tỉa thì lao vào easy kill luôn hờ hờ.
Vâng, giờ mới biết anh không những tay to mà còn vui tính nữa, hí. Kế tiếp anh có thể chia sẻ nhìn nhận của anh về cộng đồng người chơi game này ở trên thế giới và Việt Nam là như thế nào không ạ? Vâng, cộng đồng game này trên thế giới khá là đông so với các game quốc tế khác và khi về Việt Nam thì mình tin là nó sẽ bùng nổ. Tuy nhiên là cộng đồng người Việt lại hầu như dùng Mess, Zalo và Facebook để kết bạn, trao đổi với nhau, thì mình khuyên là các bạn cũng hãy đến với Discord, nó rất là tiện, mic game điều chỉnh cực kỳ tốt, có thể tham gia các event tặng quà của game chỉ riêng cho Discord và cũng có đội ngũ hỗ trợ như mình giúp đỡ. Ngoài ra thì vì đã có kênh riêng cho Việt Nam nên các bạn không cần phải lo về vấn đề ngoại ngữ. Vâng, sẵn tiện trước khi sang câu hỏi cuối, thì anh có nhận xét gì về trình độ của người chơi Việt Nam khi so với thế giới không? Theo mình thấy thì trình độ của người chơi Việt Nam khi so với mặt bằng chung toàn thế giới thì khá là cao, và cũng không có tai tiếng nên người nước ngoài khi lập team rất chào đón đấy. Thái Lan thì bố của trộm đồ thánh nhận vơ. Philippines thì chơi hay nhưng mà bạn lỡ đụng vào đồ của họ là bạn ăn bom ngay, không nói nhiều, còn China thì hãy cẩn thận khi mở khóa phòng. Vâng, cảm ơn anh đã đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Như đã giới thiệu ở trên thì anh hiện đang là mentor chính thức của Arena Breakout Việt Nam. Anh có thể chia sẻ một số thông tin nào hữu ích cho những ai quan tâm về các sự kiện sắp tới được không ạ? Vâng, hiện tại thì bọn mình cũng không có quá nhiều thông tin về các hoạt động trong tương lai của nhà phát triển. Tuy nhiên những anh em có hứng thú muốn team up với mình trong game thì có thể kết bạn và đi chung như profile của mình ở đây nhé. Cảm ơn chị Scavi và anh chị em đã bỏ thời gian lắng nghe những chia sẻ của mình. Chào thân ái và quyết thắng.